Tiên đất thiên thủ nhang họ Bùi có thanh tâm lái đảo thỉnh tam tòa thanh mẫu lai đảo đàn xiên thung dung tiên trong ngày lành tiệc mở thung dung tam tòa tiên thanh công đồng đàn xiên thiên tiên cung thịnh mời mẫu đệ nhân thiên tiên thành vân công chúa sẽ loan mẫu về vân can thôn quê phủ dày thiên bản họ Lê mẫu cải trần lưu hương xạ nhiệt pháp giới mông ngân chư phật thầy người đất sau văn kỳ sử kết thương vân thành ý hương văn chư phật tiền toàn thân nam mô hương cúng rằng bồ tát ma nhật chí kỳ xin đàn thầy nhật lưu những minh vương gia du từ mẫu lương vương hóa đôi đắc kinh lương trí tâm kim cương nhật chú viên thập phương nam mô hương cúng rằng bồ tát ma tát nam mô hương cúng rằng bồ tát ma tát nam mô hương cúng rằng bồ tát ma tát sẽ loan thân xa hồi cúc thánh tiên thịnh mời thánh mẫu để tam xích lân lòng nữ mẫu ngự đền chốt thoại cùng loan phòng kính xuyên sớm kết loan phòng thảo mai tiểu thiếp đem lòng gieo ngày gian kính xuyên tràng chẳng chẳng xét ngay gian vàng mười nỡ để lầm than sao đành thế tử quy tô thất đế đầu viên kính lê nhất cư kim ngã đại chuẩn đề sang nguyệt từ bi tỳ sa hộ nam mô đao tàng diệu tát bồ đà cầu chi nân tát thiệt than chiết lệ chủ đề chuẩn đề sa ba nam mô thanh lương địa bồ tát ba địa bồ tát ma ha tát nam mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát khai quang long nhang thập cửa diệu thanh mẫu chứng đàn duyên ngã tích tăng cúng sàng tiến phục hoàn thân cận thành chúa tiên trung vương gia lâm tầm cơ ân từ bi linh mẫn chúng sinh phổ ca kim kính lễ long nhang thập cửa diệu mẫu về chứng từ trung salon thức xa hồi cúc giúp cho chúng con vừa năm nay để nhau chúc mừng mùng 10 tháng chạp dầu dần đức thánh giáng sinh đóng mi đằng giang
đông chiều, giặc nghỉ đồng mới đăng ngờ xa. Chín năm mươi mươi vạn giặc tràn vào nước ta. Trên phan các quan đức ông về, trên phan các quan ni
tả văn hữu võ, lương ban đáo đàn lệnh truyền văn võ đôi hằng. Hữu say bên tả hằng hà kéo xa lệnh truyền nhất đổi văn cơ. Văn trang tấu trình đề tải con nê, văn trang tấu trình nghề đức ông phê bút ngày tấu lên thiên đình châu phê vì tình trường sinh. Độ tứ chữ khang ninh thọ trường phí cho sức mạnh đôi đường. Sơn nan quốc thái âm no thuật hòa quân thần phải đạo làm tôi. Phải đạo làm tôi quân thần phải đạo làm tôi. Trên thuận lòng rời dưới đẹp lòng dân hội đồng nghiêm phủ ba quân. Cô bé lá cờ vua bà thánh xa
Nam ánh hồng sáng dọi phương Nam, thiên dòng cầu bé cửa suốt trẻ vào cho tới đồng bánh xa hồi cúc. Cuộc mẫu Tây Thiên văn thỉnh mời, quốc mẫu Tây Thiên hùng phi đề xa. Hỏi ra phố kép mà đi vào đi. Nguyệt Hồ người là tiên nữ trên trời.
thiên vì nợ chúa xuống nơi hồng trần. Quả như lời khóc than thương nhớ chúa gặp thầy quỷ cốc tiên sinh thương người hiếu thảo tình tình. Thank you.
tiên nữ gái hoa chào đón đông vì ngàn hoa thắm tươi nhạc dương trong nắng sơn một nì bầu xanh lá chúa người đó mà lòng đau xót đã thương phàm trần lắm kẻ u mê nhớ xưa tích cũ đời lề thành xa hồi cũng cao mãi quê nhà lầm tháo ngang cao mãi quê nhà anh linh chóc xa thành xa hồi cũng thác bờ con dâng văn văn công chúa thác bờ hòa bình chốn đây thành xa hồi cũng địa linh phủ bà đây thiên lâm ngôi đền thỉnh mời bà chúa phủ bà giáng lâm đền thờ chúa âm thanh cảnh vắng cảnh lâm tiền cảnh đẹp mà xinh tươi đôi bên lòng hồ đùa vào đi
trần gian ai bán nhạo điều hoa chứa sai cô tỷ nữa thua giam hồn về đêm nằm mơ thấy ma cùng quý chúa làm cho liệt vị chân tay phải đi thỉnh thánh mời thầy đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con xin bán khoán cho uống tiểu, Chúa về biên chép cho ăn xuống uống tiểu. Uống tiểu con xin cầu một Chúa độ cho hai. Thank you.
gia chủ bình an, cho an bản mình, cho tâm con vững vàng. Ý ơi gia chủ, con xin thiết lập lô nhà, chú về biển chép tấu lên thiên đình, chú để cho gia chủ bình an, cho an bản mình, cho tâm con vững vàng. Cấp lương, cấp nguyên, cấp ngân, kiếp xuân cho người trần gian, Chúa độ cho phú quý giàu sang. À, ơi à, chưa được tới cửa Chúa phúc cho một đời. Những cành cơ hàn.
con lạy Chúa thương bên đi kia cơ hàng bạn cho ngân xuyên đi bạn bà mương xưa phút Chúa đi về nơi bàn cành sai các cô nàng tiến đi lừa sắc hoa tính bà ơi.
chốn nào vắng vẻ thì ưng chúa tôi còn kén người ta.